Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GP. Lời đầu tiên thầy chúc các em một ngày mới tràn đầy năng lượng và dồi dào sức khỏe. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 2, mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ. Trong bài này các em nắm vững và ôn tập lại thế nào là bảng số liệu, biểu đồ cột và biểu đồ quạt. Đó là những kiến thức cơ bản của cái bài học hôm nay. Câu hỏi khởi động: biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ cho ta cái nhìn trực quan về dữ liệu, từ đó có thể tiến hành các thao tác đối chiếu, so sánh hay phát hiện ra những điểm không hợp lý trong mẫu số liệu. Thế thì khi chúng ta muốn lập được một cái bảng số liệu thì trước hết các em sẽ lập một cái bảng gọi là dữ liệu ban đầu. Thế từ cái bảng dữ liệu ban đầu là các em ghi các cái đối tượng thống kê và các cái dữ liệu của các cái đối tượng thống kê. Sau đó chúng ta lập một cái bảng gọi là bảng thống kê, thì gồm các hàng và cột để chúng ta ghi các cái đối tượng thống kê và số liệu thống kê, có thể là số liệu về định tính hoặc số liệu về định lượng. Sau đó chúng ta bắt đầu đi vẽ biểu đồ. Thì cái câu hỏi khởi động ban đầu là chúng ta khi lập được cái bảng thống kê thì chúng ta có thể phát hiện sự sai trái trong đó để chúng ta điều chỉnh lại. Hoặc là khi chúng ta biểu diễn ở trên biểu đồ thì chúng ta cũng phải biết là cái sự biểu diễn đó đúng hay sai. Thì trong biểu đồ thì chúng ta học có hai cái biểu đồ cơ bản, đó là biểu đồ hình cột và biểu đồ hình quạt mà như các em đã học ở lớp dưới. Bây giờ để tìm hiểu vấn đề này thì chúng ta học cái bài hôm nay để chúng ta nắm vững lại kiến thức cũ, và bên cạnh đó chúng ta sẽ dùng toán học để tìm hiểu cả cái kiến thức ở trong cái biểu đồ hoặc trong cái bảng dữ liệu đúng hay sai. Đó là cái nội dung chính của cái bài học hôm nay. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Bảng số liệu. Bảng số liệu tức là cái bảng thống kê đó các em. Dựa vào các thông tin đã biết và sử dụng mối liên hệ toán học giữa số liệu, ta có thể phát hiện ra được số liệu không chính xác trong một số trường hợp. Bây giờ chúng ta làm cái ví dụ thứ nhất để mô tả vấn đề này. Ví dụ 1 là trong 6 tháng đầu năm thì số sản phẩm bán ra mỗi tháng của một cửa hàng đều tăng khoảng 20%. Như vậy tăng khoảng 20% là số gần đúng các em nhé, so với tháng trước đó. Biết rằng trong bảng dưới đây số sản phẩm bán ra của một tháng bị nhập sai, hãy tìm tháng đó. Thế thì nhập sai thì chúng ta nhập tính như thế nào để biết là cái số chúng ta nhập là sai? Thì bây giờ để tìm hiểu vấn đề này thì các em phải lưu ý là số sản phẩm bán ra mỗi tháng đều tăng khoảng 20% so với tháng trước đó. Như vậy chúng ta phải tính cái tỷ số phần trăm tăng trưởng ở tháng thứ hai so với tháng thứ nhất là tăng khoảng 20%. Thì để tính cái phần trăm thì các em lấy cái gì các em? Lấy cái số tăng là 175 trừ cho 145. Sau đó các em chia cho 145 thì các em sẽ biết được cái tỷ lệ tăng trưởng. Đó là cái kiến thức cơ bản mà chúng ta biết. Thì bây giờ thầy sẽ làm như sau. Thầy lập một cái biểu đồ. Tháng thứ nhất thì nó cố định rồi, bắt đầu tăng trưởng là so với tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho nên trong đây thầy lập cái biểu đồ gồm có cả cột là tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Thầy tính tỷ lệ phần trăm của tháng thứ hai so với tháng thứ nhất như sau. Phải tính tỷ lệ phần trăm tăng trưởng, tức là chúng ta sẽ lấy là 175 mà trừ 145, sau đó chúng ta chia cho 145. Thì chỗ này chúng ta có thể sử dụng máy tính để chúng ta bấm. Chúng ta bấm ngay từ đầu cũng được, khỏi nhầm lẫn. Kém nhầm cũng được không sao cả. Nhưng mà thầy lấy 175 thì trừ cho
145. Chia cho 145. Nhân bằng. Kém muốn tính phần trăm thì kém dơ vào phải sang bên phải hai chữ số. Bởi vì kém chia cho 100 thì kém mới viết phần trăm được. Nhưng phải chia sang, dơ sang hai chữ số thì kém được 20.68. Mình làm tròn 6.1 chữ số thì các em thấy được là 20.7%, gần 20.7%. Như vậy là tháng thứ hai là được rồi phần em. Điều tăng khoảng 20%, 20.7 cũng là trong khoảng 20% đó các em. Bây giờ mình tính sang tháng thứ ba. Tăng bao nhiêu phần trăm? Thì các em lấy lại số nào các em? 211 và các em trừ cho 175, các em chia cho 175. Bây giờ chúng ta tính tiếp. 211 trừ 175 chia cho 175 bằng, chúng ta được là 20.6 cũng nè. À, số 5 này chúng ta lấy 6.1 chữ số thì sau số 5 là số 7. À, chúng ta được 20.6. À, để tính toán cho nó rõ thì các em có thể làm như sau. Các em làm tròn 3 chữ số thì các em nhấn shift stop định dạng số các em này. Chúng ta nhấn số 3. Chúng ta nhấn fix. Fix là nhấn số 1. Rồi chúng ta nhập 3 chữ số 6 chữ phẩy để chúng ta nhập số 3. Chúng ta làm tròn được rồi. Chúng ta nhấn bằng. Ht. Đó, các em được 20.6 các em. Khi tính phần trăm là các em dơ vào phẩy sang bên phải để làm tròn rồi. Như vậy chúng ta được 20.6. 20.6%. Sang sáng thứ tư các em này. Sáng thứ tư. Sáng thứ tư thì chúng ta lấy là 256 trừ cho 211 chia cho 211. Bây giờ chúng ta nhập máy tính, chúng ta tính. Xóa màn hình. Viết dạng phân tích 256 trừ cho 211 chia cho 211 bằng được 21.3% đấy các em. Bây giờ sang tháng thứ 5 thì chúng ta lấy là 340 trừ cho 256 chia cho 256. Chúng ta sử dụng máy tính luôn. Chúng ta cứ nhập số thôi. Em nào thích nhập thì nhập 340 mà trừ cho 256 chia cho 256 bằng, nhấn bằng tiếp, chúng ta được 32.8 rồi em. Phần trăm. Bây giờ qua sáng thứ sáu, chúng ta nhập tiếp, lấy 371 trừ cho 340 chia cho 340 nhấn là C. 371 trừ cho 340. Thông thường nhập máy tính thì kém nhập luôn, không nhập kém nhá. 340 để tránh cái sự sai sót. Chúng ta nhân bằng. Nhân ST. Các em thấy là chúng ta được 9.1% này. Như vậy thì các em thấy này. Sai dữ liệu trong tháng 5 này. Đều tăng khoảng 20%. Bây giờ nó tăng lên là 32.8%. Cái số 21
7,3% là chấp nhận được em này. Là bởi vì nó tăng khoảng 20%, cho nên cái số này chấp nhận được. Còn số này không thể chấp nhận được. Tăng khoảng 20% mà bây giờ nhảy lên là 32,8%, số này không chấp nhận được. Cho nên là dẫn đến số này sai các em này. Như vậy là tháng này tính sai, cho nên là dẫn đến cái tháng thứ 6 này cũng nó tính sai luôn. Như vậy là sai dữ liệu ở trong tháng 5, đúng không nào? Dẫn đến sai cả hai tháng, tháng 5 và tháng 6. Như vậy là chúng ta phát hiện được cái điều sai trong cái bảng dữ liệu này. Bảng dữ liệu này là bảng dữ liệu nói về cái số sản phẩm sản xuất trong 6 tháng đầu năm. Vậy thì chúng ta sửa lại thôi. Sửa lại thì phải xem lại cái bảng dữ liệu ban đầu để ghi lại số liệu. Chứ còn ở đây chúng ta không thể sửa được, chúng ta biết sai thôi, thì chúng ta sửa không được. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang cái bài tập thứ hai. Ví dụ 2 là một đội 20 thợ thủ công được chia đều vào 5 tổ. Trong một ngày, mỗi người thợ làm được 4 đến 5 sản phẩm. Cuối ngày, đội trưởng thống kê lại số sản phẩm mà mỗi tổ làm được ở bảng sau. Nếu các em nhìn qua bình thường thế này thì các em phát hiện đúng sai đúng không? Bây giờ hỏi là đội trưởng đã thống kê đúng chưa, tại sao? Thế thì đôi giờ các em sẽ đi làm điều gì các em? Sẽ làm thứ nhất là mỗi tổ là có bao nhiêu người? Là để 20 chia cho 5, các em được 4 người. Mỗi người thợ làm được 4 hoặc 5 sản phẩm. Thì cái số sản phẩm ít nhất mà mỗi tổ làm được thì các em lấy số người mà nhân với 4. Mà số sản phẩm nhiều nhất thì các em lấy số người các em nhân với 5. Thì số sản phẩm nó nằm trong khoảng hai số đó thì chấp nhận được. Còn ngoài thì không chấp nhận được. Thì bây giờ chúng ta tính này. Mỗi tổ thì có 20 chia cho 5 được 4 người. Đúng không? Mỗi ngày thì tối thiểu mỗi tổ làm được. Người nào cũng làm được 4 sản phẩm thì tối thiểu là 16 sản phẩm. Bây giờ tối đa này, mỗi ngày tối đa mỗi người trong tổ làm được 5 sản phẩm thì 4 nhân 5 là 20 sản phẩm. Bây giờ các em thấy này, cái số sản phẩm làm ra trong một ngày thì nằm giữa hai cái số từ 16 đến 20, tức là có thể là 16, có thể là 20, tức là 16, 17, 18, 19, 20. Các em hiểu như vậy. Thì bây giờ mình sẽ xem thử là cái ngày nào đúng các em. 21 là trật rồi này. 17 được này. 17 thì lớn hơn 16, nhỏ 20 này. 19 lớn hơn 16, nhỏ 20 này. 20 thì bằng 20 này. 21 thì nó lớn hơn 20 rồi, cho nên bị loại. Vậy thì thầy này, ngày thứ nhất này, ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ năm thì thống kê được là 17 nằm giữa 16, 20, 19 nằm giữa 16, 20. 20 thì nó cũng nằm giữa 16, 20 đúng không? Như vậy là thống kê đúng. Vậy ngày thứ tư thống kê sai là vì 21 lớn hơn 20, lớn hơn cái số tối đa mà mỗi tổ làm được. Như vậy là thống kê sai rồi, thì tổ trưởng phải điều chỉnh ngay. Như vậy là chúng ta hoàn thành cái bài tập này. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang ý tiếp theo. Bây giờ chúng ta qua biểu đồ. Biểu đồ thì các em biết rằng biểu đồ thì chúng ta có hai cái loại biểu đồ. Biểu đồ hình cột thì thường thường là biểu đồ một cột, hoặc là biểu đồ cột kép, tức là hai cột gần nhau để tiện so sánh. Và cái biểu đồ tiếp theo đó là biểu đồ hình quạt. Dĩ nhiên là chúng ta có các cái biểu đồ khác, ví dụ như biểu đồ về hình hoặc là biểu đồ về biểu tượng, thì cái chuyện đó chúng ta, những cái bài toán đó thì nói chung là những cái lớp dưới thì học, còn chúng ta khi chúng ta vẽ biểu đồ thì ít khi người ta biểu diễn cái biểu đồ bằng hình hoặc bằng biểu tượng. Bây giờ ví dụ tiếp theo, ví dụ thứ ba này, em nhìn vào biểu đồ này. Lượng điện sinh hoạt tháng 1 năm 2001 của các hộ gia đình thuộc khu A là 60 hộ, khu B 100 hộ và khu C 120 hộ được biểu diễn ở biểu đồ bên. Biểu đồ bên tức là khu A này, nhìn vào đây thì lượng điện tiêu thụ của khu A là hơn 6.000 kWh
hơn 6.000 một tí. Khu B là hơn 10.000 kWh một tí. Khu C là hơn 12.000 kWh. Thì như vậy là khoảng đến gần 13.000 kWh đấy các em. Như vậy là khu C là lượng điện tiêu thụ là khoảng 13.000 kWh. Còn ở khu B khoảng là 10 chưa tới 11.000 kWh. Còn ở khu A thì chưa tới 7.000 kWh nhưng mà lớn hơn 6.000 kWh. Thì các em hiểu cái bảng số liệu như thế để chúng ta đi tìm cái câu hỏi là hãy cho biết phản biểu sau đúng hay sai. Câu A là mỗi khu đều tiêu thụ trên 6.000 kWh. Thì các em thấy cái cột nào cũng cao trên 6.000. Những cái tiêu thụ trên là đúng rồi. Như vậy chúng ta trả lời ý thứ nhất. Nhìn vào biểu đồ ta thấy mỗi khu đều tiêu thụ trên 6.000 kWh. Thấy việc thiếu 2 số 0. Cho đó câu A là đúng. Bây giờ sang câu B. Trung bình mỗi khu, mỗi hồ ở khu C sử dụng số điện gấp 2 lần mỗi hồ ở khu A. Thế như vậy là chúng ta phải đi làm phép tính các em ạ. Thì chúng ta không thể nói được, nói nó không chính xác lắm. Thì bây giờ thầy tính mỗi hồ ở khu A này tiêu thụ bao nhiêu kWh này, thì để thầy mới so sánh được đúng không? Thì bây giờ theo các em tính thế nào nè? Nhìn vào khu A thì mỗi hồ, toàn bộ khu này thì tiêu thụ trên 6.000, thầy lấy ở giữa này là 7.000 thì nhỏ hơn 7.000, thầy chia cho 60 thì thầy sẽ biết được nó nằm trong khoảng nào đúng không? Bây giờ chúng ta giải câu B. Nhìn vào biểu đồ ta thấy này, trung bình mỗi khu A sử dụng lượng điện trong khoảng 100 cho tới 116. Vì sao thầy nói là trong khoảng này? Bởi vì các em thấy là ở khu A là nhìn vào cái biểu đồ này là hơn 6.000. Thì hơn 6.000 mà chia cho 60 thì là hơn 100 rồi đúng không? Còn nó nhỏ hơn 7.000 nghe. Nhỏ hơn 7.000, 7.000 năm chữa này. Nhỏ hơn 7.000 mà 7.000 các em chia cho 60 thì các em được là lấy 116. Như vậy là nằm trong cái khoảng này thôi. Thì bật máy tính lên thì tính cho các em này. Rồi các em lấy 7.000 đúng không? Các em chia cho 60 bằng khoảng hơn 116. Nhưng mà bởi vì thầy lấy quá 7.000 rồi cho nên thôi lấy 116 thôi. Bây giờ như vậy thì trung bình mỗi khu A sử dụng lượng điện từ 100 cho đến là 116 là tối đa. Trung bình mỗi hồ khu C sử dụng lượng điện khoảng từ 100 cho đến 109 cái. Bây giờ tại sao là 100 đến 109? Mỗi hồ này là tiêu thụ cái lượng điện là lớn hơn 12.000 đúng không? Và nhỏ hơn 13.000. Mà lớn 12.000 thì lấy 12.000 mà chia cho 120 hồ các em này cũng được 100. Bây giờ thầy lấy 13.000 thầy chia cho 120. Xóa màn hình. 13.000 chia cho 120 bằng cảm thấy khoảng 108, 100 phẩy, thầy nói nhầm 10 phẩy, 13.000 thầy nhập sai rồi, thầy nhập lại. Bây giờ thầy nhập là 13.000 đúng không? Chia cho 120 bằng các em thấy 108 với chu kỳ 3 tôi lấy 109. Nhưng mà ở đây người ta nói trung bình mỗi hồ khu C sử dụng số điện gấp 2 lần mỗi hồ khu A. Thì cái số nằm trong khoảng 100 đến 109 không thể gấp đôi cái số nằm trong khoảng 100 đến 116 được. Thế nên là cái khẳng định câu B này là thì khẳng định sai.
Như vậy chúng ta kết thúc. Như vậy là chúng ta lập biểu đồ thì đúng, mà chúng ta viết ra những cái kết quả này là sai. À, như vậy là chúng ta phải xem lại cái viết của mình chưa tính, đúng không nào? Ở đây nhầm lẫn là vì chỗ nào, cái biết không? Cái biết không? À, nhầm lẫn là gì? Cái anh thấy này, khu A này là 6.000, trên 6.000 kWh đã sử dụng. Khu C là trên 12.000 đã sử dụng. Như vậy nói về cái số điện của khu A và số điện khu C, thì số điện khu C nó gấp 2 lần cái số điện ở khu A. Thì từ đó là kết luận là mỗi hồ ở khu C là tiêu thụ gấp 2 lần. Nhưng mà lại quên rằng là khu A có 60 hồ thôi, mà khu C gấp đôi là 120 hồ. Như vậy là chưa gắn kết với số hồ, mà chỉ nói đến chỉ số điện. Đúng là chỉ số điện thì gấp đôi thật, nhưng mà số hồ tiêu thụ thì không thể gấp đôi. À, nếu hai cái khu A và khu C này cùng số hồ thì nó gấp đôi, đúng đó. Nhưng mà một bên là khu A có 60 mà khu C đến 120. Như vậy kết luận đó sai, là vì chúng ta cái độ cao cột của khu C nó gấp đôi cái độ cao cột khu A, cho nên là chúng ta nói là trung bình mỗi hồ khu C sử dụng số điện gấp 2 lần của khu A là không đúng. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập kế tiếp. Chúng ta tiếp tục xét một cái biểu đồ sau. À, có một biểu đồ như hình quạt đấy các em này. Các em nhớ cho thầy, trong biểu đồ hình quạt đó, thì là hình quạt thì có hình tròn là ứng với 360 độ, đúng không? Mà chúng ta tính tỷ lệ phần trăm, thì là bao giờ cái tỷ lệ phần trăm của tổng thể là bao giờ cũng bằng 100% cả. Cho nên chúng ta lấy 360 chia 100 thì chúng ta được 3,6 độ. Như vậy ứng với 1% là có 3,6 độ các em. Cho nên khi các em vẽ biểu đồ phần trăm thì các em cứ ứng, ví dụ như 10% thì 10 nhân với 3,6 là phải vẽ cái cung 36 độ. Thì cái này các em lưu ý tí để nhắc lại thôi. Ví dụ 4, mình vẽ biểu đồ biểu thị tỷ lệ số lượng mỗi loài gia cầm trong một trang trại theo bảng thống kê dưới đây. À, các em nhìn bảng thống kê này. Loài gia cầm là gà thì 120 con, ngan 40 con, ngỗng 40 con, vịt 10 con. Bạn hãy cho biết biểu đồ bình vẽ đã chính xác chưa? Nếu chưa thì cần điều chỉnh lại như thế nào cho đúng. Bình vẽ sẵn rồi. Bây giờ chúng ta quan sát màu sắc một tí. Gà là cái màu này. 120 cho nên con, cho nên nó nhiều nhất, đúng không? Và bây giờ qua vịt. Vịt đây là game này. Vịt màu này này. Vịt màu này là vịt là ít nhất, nó là vẽ đến 19%. À, như vậy trật lật rồi. Thấy không? Vịt ít nhất. Nó thầy phát triển cái chỗ này sai rồi. Qua ngan. Ngan là 40. À, thì cái chỗ này có thể được ra đây các em. 4%. Ngọng. Ngọng 40 mà lại ngọng là ghi có 4,8. À, như vậy là nhầm rồi, nhầm chỗ này rồi, nhầm hai chỗ. Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? À, bây giờ các em thấy này, ngang là 40, ngọng 40 mà hai cái hình 19% này là bằng nhau rồi. À, đúng không? Như vậy là cái số 19 và số 48, 4,8 này chúng ta giữ lại, thì chúng ta chỉ đổi màu sắc ở đây thôi. Là chúng ta sửa lại đó các em. Đổi là màu sắc. Thì các em tô sẵn rồi, các em chỉ ghi sai cái số liệu vịt chống lỏng. Như vậy chúng ta chỉ đổi cái màu sắc thôi là được, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày lại tỷ lệ ngỗng á. Chúng ta lấy 40 mà chia cho tổng số là 210 đấy các em. Chúng ta tính lại tỷ lệ thì là sắp xỉ 19%. Ngọng ở trong này có 4,8%, cho nên chúng ta phát hiện sai là chỗ đó đó. Mà biểu đồ ghi 4,8% là sai. Như lúc nãy thầy nói cho các em. Bây giờ sửa lại. Sửa lại thì chúng ta chỉ đổi cái màu sắc thôi. Vịt ở chỗ ngọng thôi các em. Bây giờ thay đổi màu sắc các em quan sát. Để đổi hai màu vịt và ngỗng cho nhau, đổi ở ngoài này chứ không phải vẽ lại đâu các em nha. Bây giờ thay đổi các em nhìn này,
Đó, thì đổi lại đó là ngỗng thì màu này, vịt màu này thì tự nhiên cái bài của mình đúng, mình chỉ đổi màu sắc thôi, mình kết thúc. Như vậy thì qua cái bài này các em lưu ý rằng là chúng ta sẽ có một cái bảng thống kê, chúng ta đi lập biểu đồ. Thì cái bảng thống kê trước hết chúng ta phải lập cho đúng, sau đó chúng ta phải vẽ biểu đồ cho đúng. Và như vậy đấy là một cái điều mà quan trọng nhất trong cái bài toán thống kê, đó là từ cái bảng dữ liệu ban đầu phải lập bảng thống kê đúng, thì khi đó chúng ta mới vẽ biểu đồ đúng. Còn nếu khi chúng ta vẽ biểu đồ sai thì chúng ta phải biết phát hiện sai. Khi chúng ta lập cái bảng thống kê sai thì chúng ta phải biết điều sai để sửa chữa. Như vậy là bài học hôm nay đã kết thúc. Hôm sau chúng ta tiếp tục sửa bài tập bài số 2. Thì các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục theo dõi bài học. Cuối cùng thì chúc các em một ngày mới bình an, sức khỏe. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.